Mời quý vị theo dõi bản tin cập nhật lúc 17 giờ với các tin tức thời sự trong tỉnh Đồng Nai trên kênh truyền hình Thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Thưa quý vị, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Biên Hòa đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 79 năm ngày Cách mạng tháng 8 thành công, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2024 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2 tháng 9 năm 1945, 2 tháng 9 năm 2024. Tại buổi lễ, các đại biểu cùng nhau ôn lại không khí hào hùng của Cách mạng tháng 8 cách đây 79 năm trên cả nước nói chung và tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai nói riêng. Phát huy tinh thần Cách mạng tháng 8, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Biên Hòa quyết tâm, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xây dựng thành phố phát triển bền vững. 8 tháng của năm 2024, Biên Hòa tiếp tục duy trì ổn định và đạt nhiều kết quả khả quan trên các lĩnh vực. Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Biên Hòa phát động phong trào thi đua chào mừng 95 năm thành lập Đảng, 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và các ngày lễ lớn của dân tộc. Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa có buổi làm việc tại thành phố Long Khánh về việc giám sát kết quả đầu tư, quản lý và cung cấp nước sạch cho nhân dân trên địa bàn thành phố Long Khánh. Trước khi chính thức làm việc, đoàn đã đi khảo sát thực tế tại hai trạm cấp nước tập trung của xã Bình Lộc và ấp Đồi Rìu, xã Hàng Gòn để nắm tình hình hoạt động của trạm cấp nước đối với tỷ lệ số hộ dân được sử dụng nước từ công trình cấp nước tập trung thấp. Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác đầu tư, quản lý và cung cấp nước sạch cho nhân dân trên địa bàn thành phố Long Khánh và các ý kiến tại buổi làm việc, đoàn giám sát đề nghị thành phố Long Khánh cần quan tâm và rà soát các số liệu theo đề án tỉnh để phân tích rõ thêm nội dung báo cáo, đồng thời đề nghị địa phương tăng cường công tác tuyên truyền về lợi ích của việc sử dụng nguồn nước sạch cho người dân được biết, tăng cường kiểm tra chất lượng của nguồn nước, quan tâm hỗ trợ địa phương thẩm định giá trị còn lại của các công trình cấp nước để phục vụ công tác thanh lý và bàn giao công trình. Tiếp tục xem xét bàn giao các công trình cấp nước tập trung nông thôn cho các doanh nghiệp cấp nước tiếp nhận quản lý và tiếp thu đầu tư mở rộng các đường ống, tập trung khai thác nước tại hồ Cầu Dầu và hồ Suối Tre. Cán bộ, đảng viên và nhân dân xã An Phước, huyện Long Thành vừa tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập xã An Phước 1984-2024. Từ một xã thuần nông, cơ sở vật chất hạn chế, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Trải qua chặng đường 40 năm xây dựng và phát triển, xã An Phước ngày càng lớn mạnh và đạt được những thành quả đầy tự hào về kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng. Nổi bật là An Phước trở thành địa phương đầu tiên của huyện Long Thành hoàn thành xây dựng nông thôn mới vào năm 2013 và xây dựng nông thôn mới nâng cao vào năm 2019. Bộ mặt nông thôn được thay đổi rõ nét, đời sống người dân ngày càng được nâng cao. Dịp này, xã đã tặng quà cho cán bộ lãnh đạo đảng ủy, ủy ban nhân dân xã qua các thời kỳ, đồng thời trao 2 suất học bổng và 80 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ban chỉ đạo hè huyện Xuân Lộc chiều qua đã tổ chức lễ tổng kết hoạt động hè năm 2024 với chủ đề Hè tình nguyện an toàn, kết nối yêu thương, vui khỏe sáng tạo. Các hoạt động năm 2024 trên địa bàn huyện Xuân Lộc đã có những sự đổi mới về nội dung và cách thức thực hiện, đảm bảo thích ứng nhanh và linh hoạt. Trên địa bàn huyện có 70 tụ điểm sinh hoạt hè, thu hút trên 36.800 lượt thanh thiếu nhi tham gia. Các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho thanh thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thanh thiếu nhi dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách khác được quan tâm thực hiện. Bên cạnh đó, chỉ đạo tổ chức ra quân, đồng loạt, ngày cao điểm chiến sĩ tình nguyện, hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Tập trung vào triển khai thực hiện cuộc vận động vì đàn em thân yêu, các chương trình homestay, thân thiện và yêu thương cùng giúp bạn đến trường, thắp sáng những ước mơ được triển khai sâu rộng. Qua đó, giáo dục tinh thần, tương ái trong thiếu niên nhi đồng. Trên lĩnh vực y tế, theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đồng Nai, trong 6 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh phát hiện hơn 2,8 ngàn bệnh nhân ung thư mới. Như vậy, tính đến nay, tổng số bệnh nhân ung thư đang được quản lý trong toàn tỉnh lên hơn 15,6 ngàn người. Trong số này có 545 ca đã tử vong, hơn 15.000 trường hợp còn sống. Dựa trên số liệu ghi nhận của các bệnh viện, bệnh ung thư phân bố đa dạng và tập trung vào nhóm ung thư đường tiêu hóa, ung thư phụ khoa, bệnh ung thư vú chiếm tỷ lệ cao nhất là 15,6%, tiếp đến là ung thư đại trực tràng 14%.
Vừa rồi là thời lượng dành cho bản tin cập nhật trên kênh truyền hình Thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.